Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và tiếp tục trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, hiện nay một người đàn ông sống ở tại Arizona đang nộp đơn kiện hãng hàng không American Airlines bởi vì cái sự tắc trách của cái hãng này khi mà nhận diện lầm ông để cho ông bị bỏ tù suốt 17 ngày mặc dù ông không có phạm cái tội gì cả. Và qua cái vụ án này chúng ta mới thấy là nhiều khi đó cái cuộc sống của một người bình thường không có làm gì hết mà chẳng may chỉ vì một cái sơ suất của một cái hãng hàng không rồi một cái sở cảnh sát là có thể bị bắt ở tù vô duyên vô cớ, nó rất là đáng sợ. Thì đây là ông Michael Lowe thưa quý vị, bởi vì cái vụ kiện nó đang diễn ra và ông cũng không muốn là gương mặt của mình bị expose quá nhiều, cho nên là ông đưa một cái tấm ảnh ông che một nửa mặt đi. Thì theo như đơn kiện của ông Lowe như thế này, chuyện xảy ra là vào tháng 5 năm 2020 ở tại phi trường Dallas Fort Worth của Texas thưa quý vị. Ông đi du lịch đến đây thì trên cái chuyến bay ngày hôm đó đó là có một cái chuyện như thế này, là trước khi mà chuyến bay cất cánh, ông Lô ổng đã lên đây ổng ngồi rồi, và đây là chính là cái tấm ảnh ổng selfie khi mà hầu như tất cả những cái băng ghế hành khách vẫn chưa lên. Nhưng mà ở trong phi trường đó thì trong một cái cửa tiệm bán đồ ở trong phi trường lại xảy ra là có một người đàn ông lượn lờ trong một cái cửa tiệm và y ăn cắp những cái món đồ cũng khá là mắc tiền, cho nên là cái cửa tiệm này họ gọi sheriff đến. Và hình ảnh từ các terminal đó thưa quý vị cho thấy là cuối cùng cái tên đàn ông này lại đi vào trong cái terminal, lên cái chuyến bay cùng cái chuyến bay của ông Lowe, là chuyến bay của American Airlines. Và đây là cái hình ảnh mà phía sheriff họ đưa ra. Thì chính vì thấy đi lên cái chuyến bay đó cho nên là sheriff của Texas đó, họ yêu cầu American Airlines là cung cấp tất cả thông tin của toàn bộ hành khách nam trên chuyến bay cho họ. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề nó ở đây là không hiểu lý do vì sao, hay là vì cái người nhân viên của American Airlines họ làm biếng mà họ không cung cấp toàn bộ hành khách nam, họ lại chỉ chọn ông Lowe này thưa quý vị. Thì bây giờ không hiểu lý do vì sao họ đưa đúng cái tên của ông này thôi. Thì thế là sheriff họ mới enter cái tên tuổi của ông này, bởi khi mua vé máy bay thì có đầy đủ hết. Và sheriff đã issue một cái lệnh truy nã ông này, mặc dù là lúc đó là cái chuyến bay đã đi mất rồi thì họ vẫn cứ bỏ vào trong cái database thôi. Thì mãi một năm sau, vào tháng 7 năm 2021 thưa quý vị, ông Lowe ông đi du lịch đến New Mexico thì ông tham dự một cái event ca nhạc địa phương nhỏ nhỏ thôi. Thì ở cái event này lại xảy ra một cái vụ gây gỗ đánh lộn, cho nên là người ta gọi cảnh sát đến. Thì cảnh sát ở cái thành phố này ở New Mexico đó họ đến và chắc ông này cũng là một trong những người có liên quan cái vụ gây gỗ hay sao đó, thì họ run cái background check của những người. Thì xui một sao làm sao là tên của ông Michael Lowe đó hiện lên là ông đang có lệnh truy nã ở tại Texas. Thế là cảnh sát ở New Mexico bắt giam ông liền ngay lập tức. Thì lúc này đó ông này ổng bỡ ngỡ vô cùng, ổng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ông nói ông không có làm gì phạm tội hết, nhưng mà họ cảnh sát ở New Mexico không cho ổng đóng tiền bail là bởi vì họ nói là cái nguy cơ ổng bỏ trốn nó quá cao, bởi vì ổng sống ở Arizona, phạm tội có lệnh truy nã ở Texas và giờ bị bắt ở New Mexico, cho nên không cho đóng tiền bail thôi quý vị. Và nhưng mà ổng cứ liên tục ổng kêu oan. Thì may cho ổng đó là cái người detective ở New Mexico đó đã cố gắng điều tra và liên lạc với cái người sheriff ở Texas, cái nơi mà issue cái lệnh bắt giữ ổng đó. Thì họ
đối chiếu cái hình ảnh hiện tại của ổng với lại cái hình ảnh từ cái chắc cái shop mà bị ăn cắp đồ đó, họ đối chiếu thì rõ ràng là hai người khác nhau. Cho nên cuối cùng họ đã thả ổng ra và cho phép ổng thuê luật sư, và cuối cùng đó luật sư đi truy tìm và cuối cùng là đã chứng minh được là ông Lô không có phạm tội gì cả. Cái người mà cảnh sát ở Texas cần bắt giữ là một người đàn ông, theo như phía đơn kiện của ông Lô đó là một người đàn ông da màu nữa thưa quý vị. Cho nên là bây giờ đó ông Lô ổng không có than phiền phía cảnh sát ở Texas, ổng nói rằng họ làm đúng cái chức trách của mình, nhưng mà ổng bất mãn với American Airlines là rõ ràng cảnh sát yêu cầu là đưa thông tin của toàn bộ hành khách nam, nhưng mà tại sao American Airlines lại chỉ nhắm một mình ổng để khiến cho ổng phải ở tù suốt 17 ngày, và bây giờ chưa rõ cái đơn kiện ổng đòi bao nhiêu tiền bồi thường. Nhưng mà ổng muốn phải kiện chỉ vì lỗi lầm của American Airlines. Quý vị đã nghe cái bản tin liên quan đến một người thanh niên từ California, miền Nam California, bay đến Maryland, đến gần nhà của ông thẩm phán Kavanaugh, tin tức đưa ra ngày hôm qua, để tìm cách giết ông. Thì hôm nay hồ sơ tòa án của quận Maryland đưa ra thêm các chi tiết, bởi vì ngay từ ngày hôm qua là người này đã phải xuất hiện ở tòa và có thêm các chi tiết. Quý vị đang nhìn thấy và tin tức này để thấy bố mẹ của những người trẻ đó, họ đâu có hay biết gì cái chuyện mà con suy nghĩ, con hành vi như thế nào đâu. Bố mẹ đi làm thì thằng con nó âm thầm, nó đi mua súng rồi nó mua vé máy bay, bay đi khỏi nhà, thậm chí cũng chắc có lẽ cũng không báo cho bố mẹ biết. Đây là bức ảnh được đưa lên trên mạng ghi nhận. Và người bị bắt 26 tuổi Nicholas John Rusk, và có vẻ như tình trạng tâm thần. Đây là ông thẩm phán tòa tối cao pháp viện Kavanaugh, đã từng được cựu tổng thống Trump bổ nhiệm vào ghế này. Cái việc mà ông vào nó cũng đã gây nghĩa là tranh cãi dữ dội lắm, nhưng mà lúc đó bên phía thượng viện vẫn bỏ phiếu để chuẩn thuận cho ông làm thẩm phán. Cái điều xui trong Kavanaugh theo cái hồ sơ đó thưa quý vị, lý do là Ross khai với cảnh sát, cảnh sát hỏi tại sao mày chỉ nhắm đến Kavanaugh, mày không nhắm tới những người thẩm phán khác, thì Ross nói rằng tôi đi lục lọi thì tình cờ tôi thấy tên của ông Kavanaugh và trên mạng có địa chỉ nhà của ông, mỗi ông Kavanaugh này, bởi vì thấy như thế tên này cũng nói với cảnh sát đó, lý do hắn đến để mà giết Kavanaugh, và thậm chí nói rằng sau khi giết Kavanaugh sẽ quay đầu súng tự tử luôn, là vì cái vụ dò dỉ hồ sơ liên quan đến phá thai như chúng tôi đã tường trình. Thứ hai nữa đó là Ross nói với cảnh sát là hắn rất là buồn và bực bội vì cái vụ thảm sát, nhưng mà cái điều hay ở đây bởi vì cái tinh thần mà tâm thần mà buồn vì thảm sát, nhưng mà chính mình lại cầm súng để đi giết ông thẩm phán. Mà cái điều mà tại sao cảnh sát lại bắt ngay cái việc này, trước đó tin tức thì nói rằng có tin điềm trị, nhưng mà không phải như thế thưa quý vị. Họ nói đó, ngày hôm nay hồ sơ đó là sau khi đến phi trường tới Maryland rồi đó, thì hắn đã thuê taxi lái xe đưa tới phía trước nhà của ông Kavanaugh. Đến trước nhà thì nếu như thực sự muốn giết đó, có thể đã vào xong vào nhà rồi. Hắn ở bên ngoài gọi điện thoại cho sở cảnh sát để than phiền. Và cái người trực điện thoại nói ủa cần gì, thì hắn nói là ồ tao sắp giết ông Kavanaugh này rồi, sau khi giết ông Kavanaugh tao sẽ quay đầu súng tự tử. Thế là ngay lập tức lập nên cái chuyện báo động. Trong lúc đang nói chuyện, cái người nhân viên trực điện thoại đó, họ vừa nói chuyện điện thoại để trấn an, bởi vì sợ Ross có thể có những cái hành vi cúp điện thoại rồi nhảy vào tấn công, cho nên ngay lập tức báo động liền. Và khi mà báo động như vậy đó, cái lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức tiến tới hiện trường. Và trong lúc họ nói đó, tiến tới hiện trường, họ còn thấy Ross đang cầm điện thoại nói chuyện với nhân viên trực điện thoại cảnh sát nữa. Và ngay lập tức họ bắt được liền. Và đó là chi tiết dẫn đến cái vụ kiện ngày hôm nay.
Nhưng mà rõ ràng đó, nếu mà đã thực sự muốn giết, đã không có gọi cho cảnh sát để nói là giết, thậm chí giết xong còn quay đầu súng tự tử nữa. Bây giờ thì Ross đương đầu với rất nhiều các tội danh, thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.